quý vị, liên quan vụ cướp ngân hàng ở thành phố Đà Nẵng xảy ra hôm 20 tháng 4 năm 2023. Đến trưa 22 tháng 4, Công an thành phố Đà Nẵng đã thu hồi được 590 triệu đồng trong số tiền 660 triệu đồng mà nghi phạm cướp ngân hàng là Lê Phú Cao, 32 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế chưa kịp tẩu tán. Theo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng, trong hơn một ngày phá án, các lực lượng tham gia phá án đã áp dụng mọi biện pháp để lần theo các dấu vết của nghi phạm Lê Phú Cao. Nhiều lúc, lực lượng phá án bị mất dấu vết do nghi phạm này rất rành mạch. Đây là nghi phạm Lê Phú Cao tại thời điểm cướp ngân hàng lúc hơn 11 giờ sáng 20 tháng 4, mặc áo khoác, đội mũ trùm đầu và đeo khẩu trang. Đây cũng là nghi phạm Cao vào khoảng 18 giờ cùng ngày. Lúc này, nghi phạm đã thay đồ, mặc áo trắng dài tay, quần đùi kaki xám, đội mũ bảo hiểm màu trắng và mang dép đen. Thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, ngay khi tiếp cận hiện trường, lực lượng truy xét đã trích xuất các camera xung quanh khu vực, xác định nghi phạm Lê Phú Cao chạy xe máy hiệu Yamaha Noza Rende màu xám. Nghi phạm này dựng xe máy trước phòng giao dịch, giả vờ vào máy ATM nhưng để quan sát người bên trong ngân hàng. Khi thấy không còn khách, chỉ có nhân viên và một bảo vệ, nghi phạm Lê Phú Cao mới xông vào. Nghi phạm Cao dùng súng nhựa và liên tục bấm roi điện để phát ra âm thanh và tia lửa nhằm mục đích thị uy, đe dọa người trong phòng giao dịch ngân hàng. Các nữ nhân viên hoảng sợ ngồi nấp xuống bàn. Nghi phạm Cao còn buộc nhân viên bảo vệ phải úp mặt vào tường. Nghi phạm Cao lấy một cọc tiền tại ô giao dịch rồi buộc nhân viên đưa thêm một số cọc tiền khác cho vào túi ni lông màu đỏ. Sau đó nghi phạm chui ra ngoài qua cửa cuốn chưa đóng hết. Theo cơ quan điều tra, trước khi gây án, Lê Phú Cao đã nghiên cứu đường xá kỹ càng, không đi đường lớn mà đi vào đường nhỏ, thông qua các hẻm ngoằn ngoèo để ra đường 3 tháng 2 rồi qua cầu Thượng Phước về quận Sơn Trà. Trên đường tẩu thoát, nghi phạm Lê Phú Cao thay đổi hoàn toàn trang phục từ dép, mũ bảo hiểm, áo quần và đổi cả biển số xe máy. Nghi phạm này đã vứt súng nhựa, roi điện rồi đi theo đường Trần Hưng Đạo lên cầu sông Hàn để về phòng trọ ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Trên đường bỏ trốn, nghi phạm này còn thường xuyên theo dõi thông tin, hoạt động của cơ quan điều tra trên báo chí và mạng xã hội để đối phó bằng cách thay quần áo, cắt tóc để tránh nhận diện. Lực lượng truy xét đã trích xuất hàng trăm camera an ninh nhưng mất dấu ở cầu sông Hàn, chỉ thu giữ được súng nhựa và roi điện. Lúc này, hướng xác minh biển số xe lại dẫn đến tiệm cầm đồ, nơi có một xe máy giống với hiệu Yamaha Noza Rende mà nghi phạm đã lái. Nghi phạm đã tinh vi gắn biển số giả và chọn phương tiện gây án trùng với xe đang gắn biển số thật để đánh lạc hướng, kéo dài thời gian của cơ quan điều tra. Chuyển hướng điều tra, cơ quan công an xác định được biển số thật phương tiện mà nghi phạm điều khiển. Chiếc xe này do một cô gái đứng tên giúp một người bạn nữ, đồng hương, đang sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Đến tối 21 tháng 4, công an thành phố Đà Nẵng đã xác định được xe máy Yamaha Noza Rende gắn biển số thật đang nằm trong một ngôi nhà trên đường Đồng Kè 6 tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Cô gái là chủ chiếc xe cho biết, trước đó, người yêu là Lê Phú Cao đã mượn xe. Từ thông tin này, lực lượng công an ập vào phòng trọ của nghi phạm Lê Phú Cao trên đường Đồng Kè 2 gần đó, nhưng lúc này nghi phạm đi vắng. Sau nhiều giờ mật phục, đến 21 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4, cơ quan điều tra bắt được nghi phạm Cao khi người này về phòng trọ. Thông tin từ công an cho biết, sau khi bắt được nghi phạm, các điều tra viên đấu tranh đến rạng sáng 22 tháng 4, nghi phạm Lê Phú Cao mới nhận tội. Nghi phạm này khai đã dùng tiền cướp ngân hàng để mua sắm, trả nợ hơn 50 triệu đồng. Hiện Công an thành phố Đà Nẵng đã thu hồi được 590 triệu đồng trong tổng số 660 triệu đồng tiền cướp ngân hàng. Những thông tin mới sẽ được Báo Thanh Niên cập nhật tại trong các bản tin sau. Kính mời quý vị đón theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.